Ayo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc cano điều khiển từ xa vô cùng đơn giản từ những cái vật liệu này nha. Thì đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị cho mình là hai cái motor 370 nha. Thì mình sẽ sử dụng hai cây trục 2mm, còn cái đầu nói là cây bút bút mực các bạn. Cây bút bán ngoài mấy hiệu sách mà nó sóng sắn á, thì cái lỗ ở trong 2mm sẽ vừa với cái motor và cây trục. Rồi tiếp theo đó là một cái đọt của cây anten nè, thì mình sẽ xỏ nó vừa vô, nó sẽ vừa hết luôn. Cây anten của radio á, các bạn xỏ nó sẽ vừa như thế này luôn. Kế đến là một bộ mạch điều khiển từ xa của xe đồ chơi, thì các bạn dùng bộ mạch nào cũng được, miễn sao nó có hai kênh, bốn kênh chứ tiếng lùi trái phải là được. Tiếp theo là hai cái chân vịt. Hai cái chân vịt này là hai cái chân vịt thuận nghịch nha các bạn. Đó, các bạn có thấy là nó sẽ nghịch nhau. Tiếp theo là hai con rơ le. Các bạn lưu ý là ở đây mình dùng rơ le 3V nha. Thì thông số nó sẽ có ghi ở dưới đây nè. Đó, rơ le 3V DC. Kế đến là một viên pin LiPo 2S. Viên pin này mình đã sử dụng chế chiếc Tào Thái ở clip trước á. Thì dung lượng nó là 450mAh. Rồi cái dòng xả của nó rất là cao nha, 80C lận. Chạy là bốc khói luôn. Và để làm chiếc cano này thì mình sẽ sử dụng một tấm xốp như thế này. Đó, và ở clip này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn chế cái vỏ luôn. Và bây giờ ở bước đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách vẽ cái vỏ của chiếc cano nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ dùng thước, chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nha. Còn kích thước thì mình sẽ để sau. Và đây mọi người, sau khi mình đã vẽ xong cái hình chữ nhật thì chiều dài của nó là 34cm, còn chiều rộng là 18cm nha. Kế đến thì chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng chia đều cái hình chữ nhật này thành hai bên nha các bạn. Ok, sau khi các bạn đã kẻ đường đó xong thì các bạn sẽ chia tọa độ giống như mình nè. Thì mỗi số nó sẽ cách nhau là 1cm. Đó, giống như chúng ta học toán có trục OX và OY á. Thì số 1 với số 2 nó sẽ cách nhau 1cm, các bạn chia đều ra như vậy. Để mục đích là để chúng ta vẽ cho nó đều hai bên á. Thì đầu tiên mình sẽ nói số 2 ở trục nằm ngang ở phía trên á. Mình sẽ nói với cái số 14 của cái trục đứng nha. Thì đây các bạn, chúng ta sẽ nói như vậy nè. Chúng ta nói hai bên luôn, xuống tới cái số 14. Còn những cặp số tiếp theo mình sẽ để ở trên màn hình nha, các bạn cứ việc kẻ theo là ok thôi. Ok các bạn, khi mà các bạn kẻ được những cái đường giống mình vậy nè, thì giao điểm của những cái đường này nó sẽ tạo thành một cái đường cong như vậy nè, hai bên nó sẽ đối xứng vào nhau. Vì vậy là khi chúng ta làm cào nó rất là cân bằng và đối xứng luôn. Và ok mọi người, thì mình đã chia thêm đơn vị ở hai bên cạnh này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu kẻ từ cái đỉnh ngoài cùng nha các bạn. Cái đỉnh ngoài cùng ở phía trên đó là chúng ta sẽ bắt đầu kẻ từ số 5. Số 5 ở trên đỉnh này nè, chúng ta sẽ kẻ xuống. Và mình đã kẻ xong rồi nè các bạn, từ số 5 ở trên đây. Chúng ta kẻ dài xuống số 13, rồi số 6 ở đây, mình sẽ kẻ xuống số 17. Rồi số 7 ở đây, mình kẻ xuống số 21. Các bạn cứ làm hai bên nó giống nhau như vậy.
thì chúng ta sẽ được một cái hình như thế này. Và bây giờ chúng ta chỉ việc lấy dao gọt giấy để mà chúng ta cắt theo cái đường mà chúng ta đã kẻ thôi. Đây mọi người, sau khi các bạn đã cắt xong thì bây giờ mình sẽ dùng keo 502 và mình sẽ dán hai cái mép này lại với nhau. Đây các bạn, sau khi mình đã dán xong thì hình dạng của nó cơ bản nó sẽ như thế này. Vẫn còn thô lắm, phải xử lý thêm nữa nó mới ra dán được. Và để cho cái phần thân thuyền nó bè ra cho nó thành cái dáng các bạn, thì mình sẽ dán một miếng xốp có hình tam giác vào đây, kiểu nó như là một cái sườn cho cái tàu này vậy đó. Thì ở đây mình sẽ dán hai miếng nha, miếng dưới với một miếng trên. Và ở bước tiếp theo, các bạn cần chuẩn bị cho mình hai thanh xốp giống vậy. Mình đã dán tạm một thanh lên cái thân thuyền để mình kẻ cái đường bằng bút mực này nè, để mình cắt cho nó ôm vào cái mạn thuyền nha. Thì các bạn sẽ nẹp như vậy, xong dùng bút mực các bạn kẻ nó dài xuống, rồi sau đó mình sẽ cắt theo cái đường bút bi để cho nó ôm vào trong cái phần mạn thuyền nha. Thì chúng ta sẽ cắt được hai thanh xốp như thế này, rồi chúng ta lắp vô hai bên mạn thuyền như vậy nha các bạn. Đó, nãy chúng ta kẻ nó đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp vào nó vừa khít như vậy luôn. Và đây mọi người, mình đã dán keo xong hai cái miếng chúng ta vừa cắt khi nãy vào hai bên cái mạn của chiếc cano này rồi. Thì đó, nó sẽ kéo dài từ đầu tới đuôi luôn. Và đây mọi người, ăn tiền ở chỗ là hai bên cano nó có cân bằng như thế này không nè. Để thuyền của chúng ta chạy thẳng thì bắt buộc nó phải hai bên này nó phải cân bằng với nhau nha. Thì các bạn cứ vẽ theo cách của mình thì chắc cú với các bạn một điều là các bạn sẽ làm cái thuyền này nó rất là cân xứng. Và bây giờ mình sẽ dán cái đuôi cho nó nha các bạn. Đây mọi người, thì mình đã dán xong cái đuôi cho nó rồi nè. Tiếp theo là về phần động cơ. Ở đây mình đã làm sẵn một cái bát bằng nhựa ống nước nha các bạn. Thì các bạn lưu ý là chúng ta không nên dán keo nến motor vào trong cái thuyền nha. Tại vì khi chạy thì cái nhiệt độ motor rất là cao, nó sẽ làm nóng á, nó chảy cái keo nến ra luôn. Thì nó sẽ không có tốt, nó sẽ làm sức cái động cơ của chúng ta ra. Vì vậy là mình đã làm cái bát bằng nhựa ống nước này. Ở đây mình có hai cái ống của cây anten nè. Mình sẽ ghim vô đây để mình đánh dấu cái lỗ ở trên thân thuyền. Rồi chúng ta sẽ khoét hai cái lỗ đó. Đây các bạn, chúng ta sẽ khoét hai cái lỗ ở hai cái chỗ mà chúng ta đã đánh dấu. Ok mọi người, ở đây mình đã khoét xong hai cái lỗ như thế này. Và bây giờ mình sẽ gắn hai cái ống của cây anten vào nha. Ở đây các bạn sẽ gắn giống như thế này nha. Tiếp theo thì mình đã có nối sẵn hai cây trục vào hai cái motor rồi. Thì cái cục nối này là chính là cái thân của cây bút bi với các bạn, cây bút mực á. Đó, bây giờ mình sẽ xỏ vào trong hai cái ống mình đã lắp. Còn bây giờ mình chỉ cần việc lấy dùng keo nến để cố định cái bát motor vào thuyền thôi. Đây, tới bước này thì các bạn đã làm được 50% quá trình rồi. Thì hai cái motor mình sẽ dán nó như vậy. Thì ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ đấu hai con rơ le này vào mạch nha anh em.
chúng ta sẽ đấu vào kênh tiến lùi và cả kênh quẹo trái quẹo phải luôn. Thì đầu tiên mình sẽ đấu hai sợi dây của kênh tiến lùi vào trong con relay thứ nhất, và sơ đồ của cái mạch này mình sẽ để ở trên màn hình nha các bạn. Các bạn có thể nhìn rồi chúng ta hàng theo, hoặc là các bạn có thể xem kỹ video này, thì việc đấu nó cũng đơn giản thôi. Như các bạn cũng đã thấy thì hai dây này chính là hai dây tiến lùi, mình hàng vào hai cái chốt bìa của con relay thứ nhất. Rồi tiếp theo mình hàng hai cái dây quẹo trái quẹo phải vào hai cái chốt bìa của con relay thứ hai. Và đây mọi người, chúng ta sẽ hàng như thế này. Các bạn chỉ cần việc để đúng chiều như các bạn xem video là chúng ta có thể hàng được thôi. Việc hàng này nó cũng không quá phức tạp đâu. Các bạn sẽ hàng tiếp cho mình bốn sợi dây màu xanh lá như thế này. Chúng ta sẽ bỏ qua cái chốt ở bên phía dưới bên tay trái nha các bạn. Chúng ta sẽ không hàng vào cái chốt đó. Tiếp theo thì hai dây xanh lá ngoài bìa này mình sẽ hàng vào trong motor nha. Mỗi sợi một bên. Chúng ta hàng như đây. Kế đến thì chúng ta sẽ dùng hai con dây điện này nè, chúng ta hàng tiếp vào hai bên motor nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ hàng như thế này nè. Khá là đơn giản luôn. Sau khi mà chúng ta đã hàng xong dây motor rồi, mình sẽ cố định rơ le và mạch vào trong thuyền nha. Ok anh em, thì chúng ta sẽ đấu cái dây điện như thế này. Mình sẽ nói kỹ hơn về cái cách đấu này nha. Thì hai cái đầu này chúng ta sẽ nói vào pin. Thì cái chức năng của con rơ le này nè, nó là một cái công tắc á. Khi mà chúng ta ấn cái nút chạy tới bên đây á, thì nguồn điện nó sẽ cấp vào hai cái dây chạy tới, nó sẽ luồn vô đây. Nó làm cho con delay này, con rơ le này nó hoạt động. Thì nó làm thông cái đường dây bên đây, nó thông qua tới bên đây. Mà trước đó thì hai dây này chúng ta đã đấu vào pin rồi, nên nó sẽ giúp cái motor quay nha. Thì đối với nguồn của mạch, dây nguồn của mạch thì mình đấu vô một cái chốt ba chân nha anh em, nhưng mình chỉ đấu vào hai chân bìa thôi, cộng trừ. Để mình ghim vô cái đầu này nè. Thì hai đầu ngoài bìa ghim vô đây. Sẽ khớp vô hai đầu ngoài bìa. Thì hai đầu ngoài bìa này điện áp nó là 3.7V nha anh em. Thì nó cái cấp nguồn cho mạch hoạt động. Để mình ghim thử cho anh em xem. Đây, chúng ta ghim vô vậy. Đây anh em có thể nghe relay nó hoạt động nè. Cái tiếng đập đập đó là cái tiếng của relay nó sẽ hoạt động. Đó, khi mà chúng ta ấn cùng lúc hai bên nè thì nó sẽ chạy tới, ấn một bên để quẹo nè, giống như cơ cấu của cái xe tăng vậy anh em, hai bánh xích hai bên á, hoặc là giống như xe cuốc á. Bây giờ mình sẽ đấu dây vào pin nha. Đây các bạn, sau khi mình đã nói pin vào mạch thì bây giờ mình sẽ nói hai con dây motor nha. Thì hai dây bìa này nè, mình sẽ quấn nó lại với nhau. Còn hai dây bên relay nè, mình sẽ quấn nó lại với nhau. Nếu các bạn nào mà thấy nó quay không đúng chiều thì chúng ta đổi lại một dây này, một dây bên ngoài này với một dây bên đây, hoặc là dây bên đây dưới đây này. Miễn sao các bạn làm cho nó quay đúng theo chiều của các bạn là được. Chúng ta bẻ nó lại. Thì pin mình nó có hai cái lỗ nè, mình ghim vô. Rồi bây giờ mình test thử cho các bạn xem nè. Đây, khi mình ấn một bên nè, ấn bên kia nè, khi mà mình ấn hai bên nè,
rất là mạnh luôn nha các bạn. Nó muốn quẹo thì chúng ta ấn một bên. Sao hết chạy? Đó, muốn quẹo bên kia chúng ta ấn bên đây. Đó, đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ làm cái đầu lắp pin vô đây nha. Ok mọi người, thì mình đã cố định con pin ở đây. Rồi cái dây anten này nè, thì mình nối thêm dây dài với câu vô một cái cây anten vậy. Đó, đơn giản vậy thôi. Tiếp theo là mình sẽ làm cái nắp ở trên nha. Ok mọi người, để làm cái nắp ở trên thì mình sẽ lấy nguyên một miếng xốp bự này nè, chúng ta ụp lên đây. Rồi chúng ta cắt nha. Thì cái cây anten nó có lỗ thì bây giờ mình sẽ vùi đây lỗ trước. Để mình nhét cái cây anten này vào. Đó, chúng ta nhét nó xuống đây. Thì chúng ta lật lại, cái tàu chúng ta nó sẽ nằm như vậy. Thì bây giờ mình dùng keo á, chúng ta dùng keo chúng ta dán lại, rồi hồi chúng ta sẽ cắt nó ra. Xong chúng ta, sau khi chúng ta dán xong thì bây giờ mình dùng dao mình cắt cái này ra nha. Ok anh em, sau 7-7-4-9 ngày thì mình cũng đã cắt xong rồi nè. Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái nắp ở trên cho nó, để chúng ta có thể lấy pin ra nha. Thì các bạn có thể cắt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, tùy theo sở thích của các bạn. Và sau khi các bạn đã vẽ được cho mình một cái hình ưng ý thì chúng ta sẽ dùng dao gọt giấy để mà cắt cái nắp đó ra nha. Để khi các bạn lắp cái nắp nó không bị thụng xuống phía dưới thì mình sẽ lắp cho nó những cái gờ như thế này nè, để nó giữ cái nắp lại. Ok mọi người, vậy cuối cùng thì chúng ta đã hoàn thành xong chiếc cano của chúng ta rồi nè. Nhìn rất là ok la luôn á. Và bây giờ mình sẽ đem đi sơn cho nó đẹp lên nha. Ok mọi người, vậy là mình đã sơn xong cái chiếc cano này rồi nha. Đó, các bạn thấy có đẹp không? Thì mình chiếc này làm đơn giản thôi, hai màu, đen với xanh. Đó. Thì ăn tiền hay không là nó có đều hai bên này không nha các bạn. Đây, cho các bạn xem sơ lại. Sơn này bóng loáng luôn nha các bạn. Rất là đẹp. Bây giờ ok, bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn xem. Đây, bấm bên đây nè. Ok, mà mình bấm hai bên nè. Khi bấm hai bên thì nó sẽ chạy tới, còn bấm bên tay trái thì nó sẽ quẹo qua phải, rồi bấm bên tay phải nó sẽ đẩy nó quẹo qua trái nha, nó sẽ đẩy quẹo qua trái. Ok. Nó rít mà điếc tai luôn các bạn. Ok, và không để các bạn chờ lâu thì bây giờ mình sẽ đem đi test nha các bạn. Đem ra xong quyền thoại mình test cho các bạn xem coi nó chạy có nhanh không nha. Ok, đi thôi.
Và rất cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một bình luận và đặc biệt là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.